Tất cả các bạn, hôm nay tớ sẽ quay về hai ô tô hoặc là nhiều ô tô khác, tớ không thể kể hết được. Hôm nay tớ có bạn đồng hành là em của tớ, tên là Linh. Hello, tớ tên là Linh. Hôm nay hai chúng mình sẽ chơi ô tô nha. Bắt đầu. Let's go. Xin chào cậu. Cậu là ô tô gì vậy? Tớ là ô tô chở cát. Vậy ư? Tớ. Còn cậu là ô tô gì? Tớ là ô tô cứu hỏa đó. Khi nào có cháy, tớ sẽ đi cứu cứu nước để cứu mọi người. Còn tớ có khi nào máy xúc sẽ đổ lấy vớt cát để đổ vào cái này để tớ chở cho các bác công nhân làm việc đấy, làm xây nhà. Vậy ư? Hay chúng ta kết bạn đi. Ừ. Nào, chúng ta cùng đi thôi. View. Ở đằng kia có cái gì vàng vàng xanh xanh ấy nhỉ? Chúng mình thử ra để xem đi. Chào các bạn ô tô nhỏ dễ thương. Các bạn ơi, các bạn đang chơi trò gì đấy? Cho chúng mình chơi với. Mình trả lời đi. Ừ, chúng tớ đang chơi trò trốn tìm. Vậy ư? Hãy cho tớ chơi với nhé. Ừ. Ôi da, kia là ngã rồi.